Hệ thống tài khoản giống như bảng cửu trương khi chúng ta học tiểu học. Việc nhớ và hiểu được hệ thống tài khoản giúp ích rất nhiều cho công việc kế toán của bạn. Vậy làm sao để bạn nhớ và hiểu bản chất của chúng một cách nhanh nhất khi mà các quyết định, thông tư thay đổi liên tục như hiện nay? Hãy thử bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, hệ thống tài khoản có mấy đầu số? Bạn đang nghĩ có 10 đầu tài khoản, từ 0 đến 9. Cần đúng, Hiện nay theo thông tư 133 hay thông tư 200 thì chỉ có đầu tài khoản từ 1 đến 9, đầu không là các tài khoản ngoại bảng đã bị loại bỏ. Câu hỏi thứ hai, các đầu tài khoản nào không có số dư? Đó là các đầu tài khoản từ 5 đến 9, như vậy khi lập bảng cân đối phát sinh tài khoản. Nếu bạn thấy các tài khoản này có số dư đầu kỳ hoặc cuối kỳ, nghĩa là bảng số liệu đang bị lập sai. Câu hỏi thứ ba, các đầu tài khoản nào thể hiện tài khoản tài sản? Bạn đang nghĩ là các tài khoản đầu 1 và đầu 2. Đúng rồi, nhưng ở đây có một lưu ý là đầu tài khoản 5 và 7 cũng có tính chất là tài khoản tài sản. Việc nắm được lưu ý này sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn định khoản có liên quan tới đầu tài khoản 5 và 7. Câu hỏi thứ tư, các đầu tài khoản nào thể hiện tài khoản nguồn vốn? Đó là tài khoản đầu 3 và 4. Tương tự là tài khoản đầu 6 và 8 cũng có tính chất như các tài khoản nguồn vốn. Phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết nội dung các đầu tài khoản. Tài khoản đầu 1, dùng để thể hiện các tài sản ngắn hạn. Có thể kể đến như tài khoản tiền mặt, tiền gửi, công nợ phải thu, hàng tồn kho, vân vân. Tài khoản đầu 2, dùng để thể hiện các tài sản dài hạn. Như tài khoản tài sản cố định hay các khoản đầu tư dài hạn. Tài khoản đầu 3, dùng để thể hiện các tài khoản nợ phải trả, như tài khoản công nợ phải trả nhà cung cấp, các tài khoản tiền vay và các khoản phải trả khác. Tài khoản đầu 4, dùng để thể hiện các tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu, như vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối, vân vân. Tài khoản đầu 5, dùng để thể hiện các tài khoản liên quan tới doanh thu. Tài khoản đầu 6, dùng để thể hiện các tài khoản liên quan tới chi phí sản xuất kinh doanh. Tài khoản đầu 7, dùng để thể hiện các tài khoản liên quan tới thu nhập khác. Tài khoản đầu 8, dùng để thể hiện các tài khoản liên quan tới chi phí khác. Tài khoản đầu 9, dùng để thể hiện các tài khoản liên quan tới nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh. Trên đây là một số hướng dẫn và lưu ý liên quan đến hệ thống tài khoản kế toán. Việc hiểu được bản chất từng nhóm tài khoản sẽ giúp bạn không phải học thuộc lòng một cách máy móc, từ đó hỗ trợ cho việc định khoản hạch toán các nhiệm vụ phát sinh trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Nếu các bạn cảm thấy nội dung video có ích, xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.